Mình vào lớp bắt đầu bằng thế anh hùng quỳ nhá. Khép và dồn thật chặt hai cái chân vào nhau. Càng tĩnh càng tốt. Khép và dồn chặt hai cái chân mình nào. Cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ra. Để toàn bộ trọng lượng cơ thể nó dồn vào khớp cổ chân. Trong vận động giáo dục thể chất ấy, thì hai cái khớp cổ chân chính là hai quả tim của vận động. Có nghĩa là cái tầm quan trọng của nó rất là giống như là quả tim của chúng ta đấy. Chỉ có điều là không ai bảo cho mình biết là cái tầm quan trọng của quả tim và hai cái khớp cổ chân nó có tác dụng như thế nào đối với đời sống hàng ngày của mình. Thành ra là mình chủ quan. Quả tim để đưa máu lên cơ thể thì ai cũng biết rồi. Nhưng hai cái khớp cổ chân thì mọi vận động trong đời sống ấy đều có liên quan đến khớp cổ chân. Bất kỳ động tác gì, vận động gì. Nhưng mà do cái môi trường sống mới bây giờ khoảng tầm khoảng 15 năm trở lại đây đấy, là do là cái xã hội họ phát triển nó nhanh quá và nó không kịp đồng bộ. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn di chuyển đi bộ, chạy bộ thì cần phải có một cái điều kiện thích hợp thì có thể di chuyển đi bộ và chạy bộ được, thì không phải ở đâu cũng có những cái điều kiện như vậy. Như những thành phố lớn đông dân, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đấy, mà để cho toàn dân để có thể có cái điều kiện để đi bộ được thì gần như là không có. Đường xá rất là đông, khói bụi ô nhiễm để là làm sao nhiều cái tình huống có thể xảy ra trong cái quá trình mình đi bộ. Và chỉ có những cái khu mà họ có những cái điều kiện như vậy, ví dụ khu tập trung dân cư, cơ sở tầng nó tốt, hay là ở những cái vùng miền ngoại thành thì mới có thể có những cái điều kiện như vậy, thì chúng ta mới có thể là nâng cấp cái sức khỏe của chân lên. Còn hầu hết là mọi người là ngay cả cái động tác tiến hành quỳ nhé, của chú anh chị tập ngồi này vẫn cảm thấy tức cực của chân, thậm chí là không chạm được cái mu hết, hoàn toàn cái mu bàn chân và cái khớp cổ chân ở trên mu bàn chân xuống thẳng, nó vẫn cứ chồng chành ấy. Vậy thì ngay để xây một cái nền móng cái nhà cũng như là cái cơ thể của mình thì cái khớp cổ chân của mình nó đã đuối rồi, nó yếu, nó đuối rồi. Cộng với cái bàn chân của mình là đôi khi nó lại bị bàn chân bẹt ấy, ở các cái mức độ của mình không biết, cứ lâu dần dẫn tới như vậy, nó xô lệch toàn bộ cái bộ xương của mình. Có thể ban đầu nó chỉ là lục cục ở cái khớp háng thôi, xong sau dần thì nó tổn thương cái khớp háng ít nhiều, tiếp theo là đến tổn thương cái khớp gối, và rồi cuối cùng thì toàn bộ thắt lưng của mình bị tổn thương. Và lý do đơn giản, ban đầu cực kỳ đơn giản, là cái khớp của chân mình nó chỉ bị yếu thôi, chẳng bị sao, chỉ là bị yếu thôi, do mình không tập luyện thôi. Lấy một cái so sánh nhé, một cái so sánh người trung và cao tuổi, trung và cao tuổi nhé, trung là tầm khoảng 45 50 tuổi, và người cao tuổi thì ở đất nước chúng ta đấy, ở nội thành họ khỏe hơn người ở ngoại thành, đấy là mặt bằng chung nhé. Còn với các quốc gia đấy, thì ở đất nước chúng ta người trung và cao tuổi yếu hơn người trung và cao tuổi ở các nước phát triển. Bây giờ thì mình sẽ đặt câu hỏi, tại sao lại có cái chuyện như vậy? Người trung và cao tuổi ở những thành phố lớn, thậm chí là ở những cái khu tập trung dân cư, nội thành các tỉnh thành thì thường là khỏe hơn ở ngoại thành các tỉnh thành hoặc là những thành phố nhỏ. Và người trung và cao tuổi quốc gia của chúng ta thì yếu hơn người trung và cao tuổi ở các nước phát triển. Trước tiên là mình phải nhìn thấy bằng mắt đã, thì mình mới thấy rằng là cái sự so sánh đấy và cái nghiên cứu, cái thống kê như vậy là có thực. Mặt bằng chung là như vậy nhé, thì đúng là hầu hết ở nội thành ấy thì cái chế độ dinh dưỡng khá là tốt. Chế độ dinh dưỡng đấy có thể là từ thức ăn hàng ngày hoặc là các loại thực phẩm chức năng, đúng không? Và quan trọng nhất là cái chế độ chăm sóc y tế nhanh, tiện và kịp thời.
thì thường là nội thành họ di chuyển khá là tiện. Ví dụ như quanh khu tôi sống này có rất nhiều các bệnh viện ở gần, bến xe trường học nhiều vô cùng luôn. Thì thường những cái khu mà dân cư mà có cái gọi là có cái mặt bằng đất nền mà hay là cơ sở hạ tầng tốt ấy, thì cái giá bất động sản nó cũng cao đúng không ạ? Lý do là nó tiện, có cái nhiều cái tiện ích như vậy. Và cho dù ở ngoại thành có rất là xa, đất rất là rẻ nhưng mọi người cũng không không mua và không ở đúng không ạ? Thì nhiều thứ nó bất tiện như vừa rồi liệt kê đó. Thôi chống hơi trái của mình sang ngang, nghiêng người giữa chân về trước, kéo ngửa hai bàn chân vào lòng nhé. Rồi thế phải chặt chân vào nhau nhé, chặt vào nhau à. Thì đấy là cái lý do mà là một trong những cái lý do mà chúng ta muốn sống ở những cái nơi mà tiện lợi, có những nhiều cái tiện ích nó phù hợp với cái độ tuổi của mình. Ví dụ như các cái cháu trẻ ấy, nhỏ tuổi thì càng gần trường học thì có phải càng tiện lợi cho việc học tập không? Nhưng càng lớn tuổi dần lên thì chúng ta làm sao? Càng muốn đưa cái sự tiện ích về gần với mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển đến những nơi mà sống nó an lành một chút, nó yên tĩnh một chút. Đồng thời là làm sao nhỉ? Nó gần những cái nơi mà như mà chúng ta mong muốn, ví dụ bệnh viện, trường học hay là khu vui chơi giải trí, đúng không ạ? Và thường là người nội thành nhé, và những người những tỉnh thành phố lớn ấy, là họ khỏe hơn là nhờ họ có những cái tiện ích như vậy. Và chi tiết hơn cả này là tất cả những cái thực phẩm, thức ăn, dinh dưỡng hàng ngày đấy của họ thì ít nhiều được giáo dục, và ít nhiều là được cái môi trường sống ở khu vực đấy họ tạo ra một cái thói quen như vậy. Trước đây thì nữ giới thì hay từ chối các loại thực phẩm chức năng và các loại chất kích thích. Các loại chất kích thích đơn giản chỉ là rượu thôi, chứ không phải là thuốc lá hay là thuốc phiện hay cái gì cả. Nhưng bây giờ nữ giới thì họ bắt đầu biết sử dụng rượu, chất kích thích và các loại thuốc, thậm chí là thực phẩm chức năng rất là nhiều. Và đặc biệt là những người ở nước ngoài đấy, những nước phát triển đấy, là họ sử dụng thực phẩm chức năng gần như là thức ăn hàng ngày, gọi là thực phẩm chức năng mà. Thì thức ăn hàng ngày chúng ta ăn là cho cơ thể của mình thôi, còn thực phẩm chức năng là nó ăn cho các cái bộ phận cơ thể. Chính vì vậy mà cái khấu hao các bộ phận cơ thể của họ nó không nhiều, và đo lường được bằng con số nhé. Người ở nội thành, các tỉnh thành, các thành phố lớn, sức khỏe thường là cao hơn rất nhiều lần, sức vóc, sức khỏe, thậm chí sắc đẹp và thần sắc nhé, họ tốt hơn người ở ngoại thành rất là nhiều. Và đất nước chúng ta thì kém hơn những nước phát triển nhưng lại tốt hơn những nước chậm phát triển. Thường thì mọi người sẽ có các mặt bằng sức khỏe chung chung này, là ở độ tuổi tầm khoảng từ 20 cho đến tầm khoảng 33, 34, tầm khoảng tầm đó. Nhiều lắm thì tầm khoảng 37, 38 đổ lại, có nghĩa là từ khoảng 20 đến 37, 38. Thì hầu hết mặt bằng chung cả nam giới lẫn nữ giới nhé, nam giới lẫn nữ giới này đều giống nhau hết, có nghĩa là chúng ta rất là khỏe, khỏe theo kiểu sức trẻ đấy, nó cứ mạnh khỏe một cách rất là đều đặn và bình thường, rất là tự nhiên và bình thường. Chúng ta có thể ăn ít mà vẫn có sức để làm việc, thậm chí là ngủ ít vẫn có sức để làm việc, không cần ăn uống nghiêm túc, ăn uống vô bổ, vô tổ chức, không kỷ luật gì cả, chúng ta vẫn sinh nở được bình thường, vẫn có mọi thứ bình thường. Thì khi đó là do cái sức khỏe của chúng ta, là do sức trẻ nó đem lại. Nhưng mà thường thì sau tầm cái tuổi đó thì bắt đầu xuống cấp rất là nhanh, nhanh lắm, nhanh cực kỳ luôn. Đối với nữ giới thì thường tầm khoảng 33, 34 cho đến tầm khoảng 42, 43 là cái độ tuổi xuống cấp cực kỳ nhanh. Mọi người cần phải đầu tư, tái đầu tư, là hồi vốn, gọi là giống như gọi là tái đầu tư cho sức khỏe rất là nhiều thì mới có thể duy trì được cái sức vóc, giống như cái kiểu như là bây giờ, ngày xưa nữ giới các cụ câu là nữ giới thì 30 tuổi đã già rồi, đã toan về già rồi. Nhưng bây giờ đúng là nữ giới họ chăm sóc tốt ấy, tầm khoảng trên 40 một chút trông họ vẫn cực kỳ đẹp, tầm 45 đổ lại trông vẫn rất là đẹp, sóc vóc cực kỳ đẹp luôn, đẹp theo kiểu đẹp ngọt ngào, đẹp mặn mà, đẹp lắm đấy, chứ không phải đẹp bình thường đâu, đẹp thậm chí đẹp còn có cảm giác còn đẹp hơn được cả độ độ trẻ độ thanh niên cơ đó. Nhưng mà để mà có được cái sức vóc như vậy thì không dễ đâu, tốn kém lắm, có nghĩa là phải có cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Trước đây mình xinh nhưng bây giờ mình chuyển sang đẹp thì được một loạt các kiến thức mới, nó là một cái bầu trời kiến thức mới.
thì mình mới có thể giữ được cái vóc dáng như vậy. Còn khi về tầm trung niên ấy, để mình có được cái nét đẹp của tuổi trung niên ấy, thì đúng là lại có thêm một cái bầu trời kiến thức mới đúng không? Hơi vuông nhổm dậy, gác cái chân trái sang bên phải này, động tác toàn động tác quen thuộc hơn. Rồi đưa tay phải trước, khóc khóc cái bụng vào. Vặn, mình có thể nhấp nháy vặn đi vặn lại vài lần. Sau đó chọn được cái ngưỡng tốt nhất thì dừng lại. Thật tĩnh nhá. Vặn người, ngọn. Vậy thì cô chú anh chị chỉ cần để ý lại một chút này. Hơi trẻ tầm khoảng 10 năm, 20, 25 thì đúng là ai cũng đẹp thật, mềm mại ngọt ngào đúng không? Nam giới hay nữ giới đều đẹp hết, hầu hết là như vậy. Chỉ có một số trường hợp gọi là đói ăn, cái chu kỳ xã hội đấy khó khăn quá, không có mà ăn thì trông nó mới gầy thôi, trông nó chỉ là gầy thôi chứ cũng không đến nỗi gọi là yếu đuối gì nhiều. Vẫn rất là mạnh mẽ, vẫn rất là nhiều năng lượng đúng không? Nhưng đến cái độ tuổi bắt đầu khoảng là ba mấy 40 đấy thì cái sự thay đổi nó cực kỳ lớn, mình phải so sánh và đo lường các thành thấy, thấy cái sự thay đổi đó là lớn. Mình trước mình đã sống mãi ở cái khu vực mà toàn anh em bạn bè cũ ấy thì mình không đo lường được đâu, mình phải sang một cái môi trường sống mới, có thể là làm một công việc mới hoặc đơn giản chỉ là chơi và tham gia vào một cái tổ chức mới. Ví dụ như cô chú anh chị tham gia vào các lớp tập yoga offline tại khu vực mình sinh sống ấy, thì mình mới nhìn thấy có nhiều người khác mình đấy. Hoặc là mình đến phòng tập gym để mình so sánh rằng yoga khác gym cái gì. Hoặc là mình sang cái môi trường kinh doanh mới thì mới phát hiện ra rằng ô sao họ là khỏe thế, họ nhiều năng lượng thế, tại sao lại như vậy, lý do gì tại sao họ lại như vậy, đúng không? Vậy thì đến cái tầm độ tuổi khoảng tầm 40 đổ lại thì bắt đầu độ tuổi gần gần đến tuổi trung niên rồi thì cần có một loại cái sức khỏe mới, một loại sắc đẹp mới. Thời kỳ đó mà ai mà tớ biết ăn mặc, tớ biết nói chuyện, có đủ trí tuệ ấy, thì trông họ đẹp kiểu mặn mà đó. Nam giới hay nữ giới đều đều như vậy cả. Còn đến cái độ tuổi bắt đầu ngấp nghé và giữa tuổi trung niên, bắt đầu bước vào tuổi trung niên tầm trên dưới 50 một chút đấy, 50 đấy, thì 60 đấy, thì có lẽ cái độ tuổi đấy mà để mà đẹp được thực sự thì người ta gọi là đẹp lão đấy, kháu lão, đẹp lão, thì bắt đầu cái sự gọi là trầm rồi. Cái sức khỏe của những người nó bình tĩnh và chậm chạp, chậm rãi đùng đỉnh ấy, chúng nó khác hoàn toàn đâu, khác nhiều người lắm. Mình nhìn sơ qua mình mới biết ngay, giọng của họ trầm lại, thậm chí là hơi hơi khàn khàn đi một tí, đúng không? Có rất nhiều thứ, bước đi cái dáng đứng, tất cả mọi thứ của họ nó lột lên một loại sức khỏe mới, khác hoàn toàn với sức khỏe của giới trẻ. Và đến khi mà chúng ta già cũng vậy, và cứ mỗi một cái độ tuổi như vậy thì mình lại cần phải có một loại kiến thức để phù hợp với cái độ tuổi như vậy, đồng thời để vận hành cái cơ thể của mình tại cái thời điểm đó chứ. Chứ làm gì có một loại nhiên liệu mà chạy cho đến hết cuối cuộc đời đâu. Làm gì có một loại tiền mà có thể chạy đến hết cuộc đời. Làm gì có một loại trí tuệ có thể dùng được đến hết cái cuộc đời của mình đâu. Cứ mỗi một chu kỳ sống là mình cần phải thay đổi một chút. Thì đúng là xã hội bây giờ thay đổi rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Chúng ta cần phải liên tục thay đổi để phù hợp với cái môi trường sống mới. Thôi Mương, quay lại. Nào, nào, cái bàn. Tay đưa xa về sau. Đẩy cao lên. Giữ thật tĩnh nhá. Chọn một cái ngưỡng để có thể duy trì được trong thời gian dài nhất. Cái điều thú vị ở đây đấy là hầu hết mọi người ở độ tuổi tầm khoảng 40 tuổi trở lên đều ngại và không thích học, chính xác là lười học lắm. Nghe đến việc học mình cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Mình có thể dành vài tiếng đồng hồ ngồi lướt Facebook, TikTok hoặc là buôn dưa lê, hoặc là uống cà phê, hoặc là làm những việc lặt vặt gì đó, hoặc là đơn giản là chỉ lao động làm việc chân tay thôi. Mình có thể sẵn sàng làm những việc như vậy, nhưng mà để mà đọc một cuốn sách hoặc là nghe những cái gọi là đơn giản chỉ là nghe giảng pháp thôi đi, thì có phải cô chú anh chị đi chùa đấy là đang nghe giảng pháp về nhân về quả đúng không? Và trong tất cả những cái tôn giáo mà liên quan đến đạo Phật, liên quan đến đạo Phật nhé, đóng vào ngoặc liên quan đạo Phật nhé, chứ không lệch ra khỏi tín ngưỡng đó nhé, hay là tôn giáo đó nhé,
thì hầu hết mọi người đều bám vào nhân quả là chính. Thì hầu hết tất cả những công ty doanh nghiệp khác nhé, tất cả công ty doanh nghiệp và các tổ chức họ cũng đều có một cái loại pháp riêng của họ, cũng giống như là chúng ta nghe giảng pháp ở trong Phật Phật giáo đấy, thì đều có nhân quả hết. Thì cái kiến thức mà tôi đang chia sẻ với mọi người cũng dựa trên nhân quả thôi, chỉ là cái góc nhìn nó khác thôi, giải thích theo một kiểu khác. Và tất cả những cái loại pháp mà chúng ta nghe đều ứng dụng vào một cái khía cạnh đời sống nhất định. Thì có phải là pháp chúng ta nghe ở Phật giáo là dùng để tạo ra những cái gì ạ? Những cái điều tích cực tốt đẹp để hạn chế và giải phóng những cái điều gì đó mà trong quá khứ mà chúng ta vô tình gây ra một cách vô thức, vô tình gây ra một cách vô thức hoặc là cố tình gây ra. Thì cũng tương tự như là cái lối sống tập luyện ăn uống, thì tất cả những thứ này mà mọi người hầu hết đều là không biết, hầu hết đều là không biết nhé, hoặc cho dù có biết nhưng cũng chẳng hành động. Cái thói quen của mình nó ngấm vào trong tế bào của mình rồi và mình thay đổi được rất là khó. Thì cũng có nhìn rất nhiều cái test kiểm tra để có phải để phát hiện được điều đó này. Thường những ông bố bà mẹ mà cứ ép con cái học ấy, thì đa phần là những ông bố bà mẹ là không thích học hoặc là lười học, bản thân mình không muốn, không thích hoặc là khó quá mình không làm được, thì bắt đầu mình mới truyền tải cái mong muốn đó cho cái thế hệ tiếp theo, mong muốn thế hệ tiếp theo làm được cái điều đó. Thì đấy chính là cái bộ gen mình di truyền, chính là cái nghiệp mình di truyền ấy. Nhiều người cứ bảo rằng là mình động viên con cái mình học lên được, cuộc sống sau này nó bớt nhọc nhằn, nó đỡ mệt mỏi, nó hạnh phúc hơn, nhưng mình quên mất rằng là đấy là cái nghiệp của mình, cái nghiệp lười học, không chịu tập luyện và không chịu hành động. Mình truyền tải cái nghiệp lại đấy lại cho con mình, và mình cảm thấy rằng là áp lực khi con mình không học. Thực sự mà nói thì khi mà mình đã tự chủ động được học rồi đấy, và tự chủ động được cuộc đời của mình, gần như mọi thứ thì mình chẳng cần con mình học đâu. Con mình học được đến bao nhiêu thì là duyên của nó thôi, là cũng là nghiệp của nó thôi. Rồi cầm đầu lên, hạ xuống, rất thẳng chân trái đó. Rồi gác cái chân phải sang, tiếp tục vẫy người, càng khóa được chặt thì hiệu quả càng cao. Thường thì các động tác rất là khó có thể mà đưa một phát vào vào đúng ngưỡng luôn. Chúng ta có thể nhấp nháy đẩy ra đẩy vào một vài lần, đúng không? Tết nhé, quay lại cái chủ đề mà người già của những thành phố lớn khỏe hơn những người trung và cao tuổi, người già ở thành phố nhỏ hoặc là ngoại thành rất là nhiều. Hoặc là làm cái phép so sánh nữa là các quốc gia phát triển, người trung và cao tuổi, người già của họ khỏe hơn các quốc gia chậm phát triển rất là nhiều. Thứ nhất là cái chiều cao cân nặng của họ đúng là khác biệt với mình rất là nhiều, ai cũng nhìn thấy điều đó. Thứ hai là cái vóc dáng của họ, cái sức vóc đấy của họ cũng khác mình rất là nhiều. Ai đó mà có cơ hội sang Nhật đấy, đi du lịch hoặc lao động làm việc bên Nhật, thì sẽ thấy là một lượng lớn người già nhé, họ vẫn lao động làm việc bình thường, không khác gì người khỏe mạnh, không khác gì cả, chỉ là họ thay đổi công việc cho nó phù hợp thôi, chứ không có chuyện là họ nghỉ hưu giống như đất nước mình đâu, không có nhé. Đó, không có chuyện là già rồi đó không làm gì đâu. Lý do mình nghỉ hưu như vừa rồi tôi liệt kê đấy là do người già, người trung và cao tuổi, người già ở đất nước mình là không có cái chế độ chăm sóc tốt, dẫn tới là sức khỏe xuống nhanh hơn các quốc gia khác. Thì đúng là mấy năm gần đây rất là thú vị này, đây là toàn những câu chuyện rất là có thực và đo lường được nhé, có nghĩa là có con số đo lường hết chứ không phải nói chung chung chơi chơi. Có đúng là mấy năm trước thì tuổi nghỉ hưu của chúng ta, của các cô chú anh chị bây giờ là được tăng lên đúng không? Lý do tại sao lại tuổi nghỉ hưu phải tăng lên? Người già rồi thì phải làm sao? Sức khỏe yếu đi chứ, kém đi chứ, trí tuệ cũng phải chậm chạp dần đi chứ, có đúng không? Nhưng tại sao tuổi nghỉ hưu lại tăng lên? Thì có nghĩa là tuổi thọ trung bình của người Việt đang tăng lên và sức khỏe ở mức căn bản của người Việt đang tăng lên. Thì người ta tính toán rằng là để đào tạo ra được một con người để có thể làm một cái công việc nào đó, nó mất rất nhiều thời gian, vài chục năm. Đơn giản ví dụ như tạo ra được một huấn luyện viên yoga giống tôi thì mất toi 12 năm ăn học phổ thông bình thường, cộng với 5 năm đại học nữa là 17 năm, cộng với ít nhất là tầm khoảng 3-4 năm nữa là gọi là thử việc,
và quan sát cũng như là lập nghiệp thì có lẽ là phải mất tới tầm bao nhiêu năm, hơn 20 năm thì mới đào tạo ra được một con người để mà có thể làm một việc gì đó, cái nguồn lực cực kỳ tốn. Vậy thì cần phải làm sao thu hồi vốn chứ, quốc gia họ cũng phải thu hồi vốn chứ, con người gia đình chúng ta cũng phải thu hồi vốn, quốc gia cũng thu hồi vốn, cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đi làm thì làm được có vài chục năm mình nghỉ hưu mất rồi, chưa kịp hồi vốn cho quốc gia, cho doanh nghiệp thì đã hồi vốn mất rồi, thì đã nghỉ hưu mất rồi. Lý do đơn giản là sức khỏe nó tệ đi rồi, có sức thêm thì cũng chẳng làm được, lưng thì đau mỏi, dạ dày thì đau, đầu thì đau, rất là nhiều bệnh tật lắm mà cái hệ thống y tế thì không đáp ứng được kịp cái điều đấy, cái sự lão hóa của cơ thể đấy, thì buộc phải để cái tuổi nghỉ hưu ở cái ngưỡng đó. Nhưng bây giờ mấy năm gần đây thì đúng là tăng lên vài tuổi nghỉ hưu nữa, có đúng không? Vậy thì rõ ràng là người trung và cao tuổi của đất nước chúng ta đã khỏe mạnh hơn ngày trước khá là nhiều, nhiều đấy, thêm nhiều thêm vài tuổi đúng không? Nhưng mà mình thì cũng chẳng bao giờ để ý là tại sao lại như vậy. Chính vì vậy mà mình vẫn bỏ bê cơ thể của mình, hoặc đa phần là người Việt thì không có tham gia cái tổ chức cơ quan nào cả, đa phần làm tự do thôi, đa phần nhất là làm tự do thôi. Sau này cái lứa mới đấy, cái lứa tuổi người trung cao tuổi mới thì bắt đầu họ mới tham gia những cái tổ chức và doanh nghiệp là chính, hoặc là các cái tổ chức mà họ tự tạo ra thì họ mới có một cái pháp riêng của họ, và bắt đầu thì họ cái tuổi thọ của họ mới tăng lên được. Rồi Vương quay lại tiếp tục này, lưỡi không ngồi có hai chân vào lòng lưng nhá, duỗi dài gập người về trước, gập sâu hơn, càng sâu càng tốt, cúi đầu xuống, khóa thật chặt và thật tĩnh nhé. Đấy là quốc gia mình đang làm như vậy, còn bản thân mình thì không biết cái điều đó nó diễn ra là tại sao. Nhiều người đang ở trong cơ quan sờ mỏ, ví dụ phía dưới cạnh nhà tôi toàn quân đội với cả giáo viên thôi, cái khu mà tôi đang sống bây giờ là phải tầm gần 1.000 hộ, là khu tập thể quân đội và khu tập thể giáo viên, và trong cái khu này toàn công chức, cán bộ công nhân viên viên chức thôi. Nhưng mà cũng chẳng ai đặt cái câu hỏi là tại sao tuổi nghỉ hưu lại tăng lên, chỉ biết rằng là nhà nước họ đã có cái chính sách như vậy thì là mình làm theo thôi. Thì vừa rồi tôi chia sẻ rất là rõ và đúng không, là do cái sức khỏe mặt bằng chung của toàn bộ xã hội lên, chính vì vậy mà nhà nước nào mới làm sao tăng cái tuổi lao động lên, tuổi nghỉ hưu chậm đi. Nhưng cái khó ở đây này, đại đa số mọi người thì vẫn cái tình trạng sức khỏe thì vẫn ở cái ngưỡng gọi là hơn có một chút xíu ấy. Theo con số đo lường của cá nhân tôi đấy, ở cái khu vực mình sinh sống và tất cả những cái môi trường mình làm việc ấy, thì mặt bằng chung mới có khoảng tầm khoảng 10% những người thực sự là hiểu vấn đề, có nghĩa là hiểu vấn đề như câu chuyện vừa rồi tôi đang chia sẻ đây này, còn lại thì khoảng 20% là ai bảo sao thì làm theo, có nghĩa là không để ý mấy làm theo, còn lại gần như là toàn bộ là không để ý, không quan tâm. Tại sao như vậy tôi không quan tâm, tại vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi gì nhiều cả, làm thêm vài năm hay là nghỉ sớm vài năm thì cũng chẳng sao cả, nó không ảnh hưởng gì nhiều, tôi cũng chẳng giải thích, cũng chẳng hỏi, cũng chẳng còn quan tâm tại sao lại như vậy. Chính vì vậy mà hầu hết mặt bằng chung xã hội bây giờ là người trung và cao tuổi vẫn cứ yếu, nhưng tuổi nghỉ hưu thì lại tăng lên, có nghĩa là không đáp ứng được, không đủ sức để đáp ứng được cái khối lượng công việc mà mình được giao, trong khi đó thì tuổi của mình vẫn ngày một lên. Chính bản thân mẹ tôi cũng nói như vậy nhé, mẹ tôi năm nay là bà là 64 tuổi, nhưng cũng liên tục nói chuyện này, tao già rồi tao không làm gì nữa. Mà thực ra là bà đã nói như vậy là cách đây tầm khoảng chục năm rồi, tao già rồi tao không làm gì nữa, có nghĩa là tao giúp được cái gì thì giúp, không thì thôi, không có chuyện là phải cái này phải cái kia. Họ mặc định trong đầu là tao già rồi tao không làm gì nữa, mặc dù mới có bao nhiêu tuổi, cách đây chục năm trước thì mới có 54 tuổi mà bây giờ 64 tuổi, lỡ miệng mà nhờ là cái gì phát lại tao là rồi không làm gì cả đấy, chỉ có đi chơi ở lần quần quanh nhà hay là làm những cái việc mà mình thích thôi, chứ cái việc gì đó mà ai mà nhờ là không không làm, và thường là như vậy nhé, đa phần là như vậy. Chính vì vậy mà mọi người bị hạn chế cái môi trường sống của mình lại,
mọi người mặc định trong đầu là tao già rồi tao không làm gì nữa, thì có thể là đúng là mình cũng cống hiến rất là nhiều cho gia đình xã hội rồi thì mình cũng có quyền nghỉ ngơi, nhưng mà mọi người đang đóng cái môi trường sống của mình lại, giả thiết như tao già rồi tao không làm gì nữa thì có nghĩa là mọi người không có cơ hội tiếp cận sang một cái môi trường kinh doanh mới. Đôi khi mình bước vào cái môi trường kinh doanh mới mình cũng chẳng có mong muốn lời lãi gì đâu. Và tôi đi học những khóa khoa học, khóa các khóa học phát triển cá nhân của các diễn giả đấy, nhiều cô chú anh chị già lắm, có lẽ phải đến bảy mấy 80 tuổi đấy, tôi đến tôi rất vui vẻ các học tập, hỏi ra bảo là chú ơi, chú học cái kiến thức này về và ứng dụng vào cái điều gì, chú bảo phải tao đi cho nó vui mà, tao đi cho chơi bọn trẻ con cho nó vui, có nghĩa là cô chú anh chị đấy là bỏ một chút kinh phí ra, bỏ một chút thời gian ra, thay vì là ngồi im một chỗ uống trà, thay vì là làm những cái công việc mà cảm thấy rằng nó làm mãi nó chán, là mãi nó phải chán, ví dụ là bế cháu mãi cũng phải chán chứ, đúng không, nấu cơm mãi cũng phải chán chứ, làm cái gì mãi công việc chúng ta chả chán, chẳng ai là không chán cả, thì cô chú anh chị tầm trung cao tuổi đấy là bỏ ra một chút kinh phí hơi nhiều đây, thế thôi, cái đứa trẻ nhá nó chán thì kéo đúng không, bỏ một chút kinh phí và một chút thời gian đi học tập tham gia vào một cái tổ chức khác, những cái tổ chức mình đang có, ví dụ như cô chú anh chị trước đây thì mình lao động làm việc ở những cái môi trường của mình, thì bây giờ mình tập thêm yoga, tập thêm yoga là mình vô tình mình biết nhau đúng không, và đồng thời mình có thêm một kiến thức mới, có thêm một nguồn năng lượng mới, chơi thêm với nhiều người bạn mới, càng nhiều tuổi càng khó có bạn lắm, muốn có bạn cũng rất là khó, bản thân tôi năm nay là 43 tuổi mà muốn có thêm bạn mới cũng không phải dễ dàng gì đâu, có thêm đồng nghiệp mới cũng khó, khó lắm, càng ngày cái cơ hội nó càng ít dần đi, nó cũng giống độ trẻ đúng không, mình không, sức khỏe mình kém dần đi, mình không thể tham gia vào nhiều cái môi trường sống khác nhau để tìm kiếm thêm nhiều những cái điều mình cần đúng không, thì cũng giống như các khoa phát triển cá nhân mà tôi đang học đó, thì có rất nhiều cô chú anh chị lớn tuổi già luôn đấy, bảy mấy 80, hỏi ra là người chú ơi, chú đến đây chú học cái điều này vì cái việc gì, hay là chú cần tiền hay sao chú nhiều tuổi như thế này rồi mà chú tham gia đây liệu chú còn đủ sức không, các chú ấy vẫn đăng ký bình thường, các cô vẫn đăng ký bình thường, tao chỉ đơn giản là tao đi chơi cho nó vui, tao đi học tao chơi bọn trẻ con cho nó vui đó, thì ở trong những môi trường đấy có nhiều người trẻ lắm, có nhiều người trẻ có tầm mười mấy tuổi, có nhiều người già đến 8 mấy tuổi đó, học chung một cái loại kiến thức và ai cũng vui, nghĩa là họ bỏ tiền mua vui đấy, cũng giống như mình bỏ tiền mua vui thôi, họ nghe một cái loại pháp mới, xem cái loại pháp đó có ứng dụng gì vào đời sống hàng ngày không đó, thì những cái loại pháp về sức khỏe này cũng có rất là giá trị nhé, cực kỳ giá trị, vậy thì họ khỏe lên và do đâu ạ, thứ nhất là do cái sự thuận tiện về cái môi trường sống đó, cái sự thuận tiện ở cái môi trường sống đó nhất nó đáp ứng được cái nhu cầu là kịp thời, kịp thời, ví dụ như tôi biết rằng là buổi cách đây tầm hơn hai hai ba tháng trước, không nhớ chính xác, 2 tháng trước tôi đi Cô Tô chơi, và nói thật là ở đảo Cô Tô đấy nhá, nếu như mà hệ thống y tế ở đó mà không được trang bị một cách gọi là chuẩn chỉnh hoàn hảo thì chắc chắn là xảy ra những cái việc đơn giản như là đẻ, chửa đẻ hay là đau ruột thừa, có lẽ là đưa về tới đất liền thì chết rồi đúng không, vậy thì ở những cái vùng xa xôi hải đảo như vậy thì mọi người buộc phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức chăm sóc bản thân rất là tốt, còn không thì phải nhờ hệ thống y tế của nhà nước có đúng không, vậy thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cho dù ở những thành phố lớn rồi hoặc là ở ngoại thành hay là ở những thành phố nhỏ thì bản thân của mình cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức như vậy có đúng không, ngoài ra thì hệ thống y tế ở khu vực đó phải thật tốt và thật gần sát với mình, đôi khi nhà mình chỉ cách bệnh viện có lẽ chỉ vài trăm mét đúng không, cách trường học một cây số, cách siêu thị tất cả mọi thứ khoảng tầm vài trăm mét, nó mới thuận tiện, nó mới đáp ứng được cái nhu cầu gọi là trong trường hợp mình có lười thì mình bỏ vật chất, mình bỏ tiền đó, bỏ vật chất ra để đổi lấy cái sự làm sao thuận tiện đấy, rồi hạ xuống này tiếp tục thân vặn người tiếp nhé, dựng cái chân trái lên đó, hai lòng bàn chân úp vào nhau đúng không ạ, thân vặn người tiếp, ngả người về sau, vặn người xoay đầu nhìn về vai trái đúng không, quá chắc và tĩnh nhá, đấy là cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai là cái gì nhỉ, cái sự thuận tiện đấy cũng liên quan đến cả xa xôi hải đảo đó,
Cái điều thứ hai chính là y tế. Y tế gì ạ? Liên quan đến chăm sóc sức khỏe chủ động này, có nghĩa là thông qua thực phẩm chức năng, dinh dưỡng ăn hàng ngày và các lối sống lành mạnh. Thì đấy là cái điều thứ hai để giúp cho cái sức khỏe của người trung và cao tuổi tốt hơn, cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội hiện tại, rằng là độ tuổi về hưu được tăng lên thì sức khỏe của chúng ta cũng phải tăng lên, chứ không cứ kiểu rằng là độ tuổi thì tăng lên nhưng mà làm theo kiểu nó vật vờ dần đi, hết giờ rồi nghỉ, hết ngày rồi nghỉ, lĩnh lương thôi, gọi là ăn cắp tiền của cơ quan nhà nước, ăn cắp thời gian của cơ quan nhà nước. Thì hầu hết tất cả những cơ quan doanh nghiệp hiện tại của nhà nước bây giờ vẫn đã và đang như vậy nhé. Toàn bộ giáo viên mà xung quanh khu vực tôi sống này, là khu tập thể dành cho giáo viên ấy, của cái trường thủy sản Hải Phòng. Ai đó mà về Hải Phòng thì chẳng có lạ gì cái cầu rào một, cầu rào ngày xưa đấy, và bây giờ có thêm một cầu rào hai nữa. Thì cầu rào một, ngay chân cầu rào một có cái trường trung cấp thủy sản. Giáo viên ở đây thì hầu hết đều ăn cắp thời gian. Ở phía dưới này, tầm khoảng 8 giờ ra thì có tầm khoảng 4 cái bàn cờ, và toàn các chú ngồi để đánh từ 8 giờ sáng cho đến tầm khoảng 5-6 giờ chiều, xong về nhà nấu cơm. Ngày nào cũng vậy, chưa nghỉ khoảng tầm 3 tiếng, từ 11 giờ đến 2 giờ, và lại suốt ngày đánh cờ, chát 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 suốt ngày. Đó, nó thật tĩnh và thật chắc nhá. Thì đó là cái điều thứ hai và cái điều quan trọng, điều cuối cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể liệt kê rất là nhiều các điều khác nhỏ khác, nhưng đây là ba điều chính mà tôi thu lượm được, cũng như tổng kết được. Điều cuối cùng chính là cái gia tốc hành động. Hầu hết mọi người nghe thầy chia sẻ, hoặc là các diễn giải họ chia sẻ, cơ quan báo đài, TV, hoặc là cái gì gì đó, nghe thì đấy cũng hợp lý, thì nó cũng đúng. Nhưng sau đó bắt đầu mình đưa ra cái lý do rằng là nó còn phải phù hợp đối với cái hoàn cảnh của tôi. Chứ còn tốt thì tốt, thì tôi biết tốt là tốt thật đấy, nhưng mà không phù hợp với cái điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của tôi, nó không phù hợp. Thì đấy chỉ là lý do thôi. Khi mà chúng ta đã muốn rồi thì có hàng tỷ cách để giúp chúng ta làm được cái điều đó. Thậm chí chỉ cần khởi một cái dục trong đầu lên là muốn, thì nghe cái câu này thì nghe nó hơi 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 gọi là ma mị một chút, nhưng sự thực đó là rất là đúng nhé. Khi chúng ta đã muốn cái điều gì đó thì đúng là cả vũ trụ sẽ gửi người đến giúp chúng ta đấy. Đấy là thực tế đấy. Chỉ cần cô chú anh chị chỉ cần gọi là khởi một dục trong đầu rằng là tôi muốn tập yoga, đấy là một cái giả thiết nhé, một cái ví dụ nhé. Mình có thể nói một cái điều gì đó, cái điều đó ngửa cổ lên trời mình nói cũng được, không cần phải nói cho một bất kỳ một ai. Còn tốt hơn thì mình nói cho một vài người mà mình quen biết. Tốt hơn nữa thì mình tra trên Google, tra trên Google là vô địch rồi đúng không ạ? Tốt hơn nữa thì mình chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, vừa nói ra và vừa nghĩ trong đầu thôi, thì tự động sẽ làm sao. Có rất nhiều điều tương tự như vậy, có rất nhiều người tương tự như vậy, tương tự những điều mình muốn ấy. Thôi buông qua lại, dưới bên trái thằng Nga, hai tay nâng ngang vai, đùng đỉnh thôi, nghiêng người căng, đúng rồi, càng căng càng rát càng tốt. Thì đó chính là cái quyết định hành động nhé. Chỉ cần có một cái điều nghĩ ở trong đầu là muốn làm cái điều đó thôi, thì tự động là sẽ có người giúp mình. Thì cái điều đó chính là cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ đấy. Nhiều cô chú là 70-80 tuổi rồi vẫn đi học những khóa phát triển cá nhân, chả hiểu học để làm gì. Nhiều người bảo biết cô chú anh chị tập đến đây để làm cái gì, họ chỉ nói rất là đơn giản là tao đi học cho nó vui thế thôi, là chơi bọn trẻ con chứ cho nó vui. Thì đó, đấy chính là cái quyết định hành động thay đổi. Thì cũng giống như rất nhiều cô chú anh chị tập yoga, ôi đủ đau lắm, đau lắm, không tập được đâu, mới có vẻ nghiêng nghiêng phải nghiêng trái mấy cái đã lao lao quá rồi, đã kêu đau rồi, làm gì đến mức độ đó. Mình nghiêng người thì cứ đủ đỉnh mà nghiêng thôi, đau thì mình dừng lại, có ai ép mình là buộc phải thế này buộc phải thế kia đâu, cứ đủ đỉnh chậm rãi nhẹ nhàng thôi. Thì thức ăn cũng vậy thôi, mình ăn thì mình cứ đủ đỉnh mình ăn thôi, mình cứ thấy cái loại thức ăn gì tốt thì mình ăn, cái loại thức ăn gì không tốt thì mình không ăn, chứ không phải có ai ép mình rằng là chân giò này, hay là làm sao các loại nòng nợn tiết canh này, hay là cổ cánh các loại động vật, là mình cứ nhấm nháp, mình cứ uống rượu đấy, mình cứ gọi là luộc lên xong mình chấm súp mình uống rượu đấy, mình nhấm nhấm rượu ấy, có ai bắt mình ăn đâu. Đấy là nó có thói quen cũ để tạo ra sức khỏe tệ thôi, và xã hội họ thay đổi liên tục, mỗi ngày thay đổi nhiều lắm, còn mình không update kịp ấy, thì mình không có kiến thức để mà chăm sóc bản thân của mình.
Thì toàn bộ cái câu chuyện tôi chia sẻ từ đầu đầu buổi tập đến bây giờ, chỉ mong muốn có một điều rằng là cô chú anh chị đang có điều gì đó, đang có cái điều gì đó trong người của mình ấy. Ví dụ như là: thế ơi, tôi bị đau đầu mà tôi chả biết tại sao tôi bị đau đầu cả, cứ thi thoảng lại đau đầu. Hoặc là: thầy ơi, thi thoảng là tôi bị đau bụng, bụng một trận đau bụng rất là dữ dội mà cũng chẳng hiểu tại sao cả, thì phải có lý do thì nó như vậy. Hoặc là: thầy ơi, tự nhiên tôi thấy tức cực mấy hôm nay rồi mà mệt cũng không biết tại sao cả. Đó, đúng không? Giữ thật tĩnh nhá. Có nghĩa là mình phải có cái sự hành động, ít nhất hành động bằng ngôn từ, chứ không cần phải là hành động là phải chi tiền ra khỏi túi đâu nhá. Mình chỉ cần là hành động bằng ngôn từ thôi, đặt cái câu hỏi thôi, thì chúng tôi mới có cái sự kết nối, chứ không phải là cứ tập xong cứ mỉm, xong sau đó cũng chẳng nói chuyện gì với ai cả, thì ai người ta biết mình mà giúp cho mình, đúng không? Hoặc là đơn giản là mình ở gia đình của mình đấy, mình muốn con cháu chăm sóc mình, yêu thương mình nhiều hơn, quan tâm đến mình nhiều hơn, thì mình phải biết cách nói chứ. Có nghĩa là biết cách chia sẻ, biết cách gợi ý và biết cách đặt vấn đề, cũng như là hành động. Thì có nghĩa là mình có dên chăng nữa, mình có làm sao đau mỏi chăng nữa, mình có mong muốn người khác chăm sóc cho mình nữa, nhưng mà phải có từ khóa, phải có ngôn từ một cách hợp lý, chứ không phải là người già trước đây là người trung cao tuổi, người già trước đây nhé, cứ gặp bạn bè là kêu đau, cứ gặp con cái là kêu đau, đau chỗ này đau chỗ đó, đau chỉ mà chỉ là kể chuyện thôi, chỉ là mong muốn là dốc cái bầu tâm sự vào người nghe thôi. Rồi đặt tay trái vào không, coi chân trái vào lòng, có sát vào lòng, dựng cái chân phải lên để vặn người, đúng không? Chống tay về sau, đưa xa người, vặn. Cách đây tầm khoảng 10 năm thì xung quanh khu vực tôi sống, người trung và cao tuổi có một cái thói quen như này: cứ gặp con cháu, anh em, bạn bè là cái câu chuyện của mình về sức khỏe. Nhưng sức khỏe thì mình không biết cách diễn giải, trình bày làm sao để cho họ biết cách họ giúp mình. Ví dụ như này: mình đang bị đau lưng mà mình không biết tại sao mình đau lưng, có đúng không? Mà mình mong muốn người ta giúp mình nhé, thì mình phải biết cách đặt vấn đề. Mình hỏi họ như thế này, có thể đặt câu hỏi như này: giả thiết bây giờ cô chú anh chị là người lớn, người trung tuổi đi, người cao tuổi đi, bây giờ muốn đặt một cái vấn đề là mong cái người đối diện người ta hiểu mình, để người ta giúp mình. Và người đối diện đó có thể là tôi đi, có thể là tôi, hoặc là người đó là đó, hoặc tầm tuổi của tôi, thì mình sẽ đặt vấn đề như này: em ơi, hoặc là cháu ơi, hoặc là gì đó, tôi cứ cảm thấy rằng là người nó rất là đau, nó luôn luôn ở cái trạng thái rằng là ê ẩm, mỏi, và khi tôi nghiêng người sang phải sang trái thì cảm thấy rằng là bên phải thì tôi nghiêng cảm thấy nó bình thường, nó cảm thấy nó không có sự đau mỏi gì cả, nhưng khi tôi nghiêng người bên trái thì cũng cảm giác như là hai cái đầu mấu xương nó chọc vào nhau, nó tức lắm và nó đau đến mức độ mà tê hết cả một chân, tê cả một chân của tôi, nhiều khi tê cả lên cánh tay mà một nửa người nhé, nhưng mà là nửa bên trái, thì chúng ta phải liệt kê thật rõ như vậy. Và bây giờ thì tôi không biết là làm như thế nào, uống thuốc như nào, đi viện như nào, ra làm sao để chữa được cái bệnh này, thì bạn xem có cái cách nào đó không để giúp tôi cái điều đó, hoặc là bạn xem có những cái ông chuyên gia nào đó mà, hay là cái bác sĩ nào đó mà có cái chuyên môn về cái lĩnh vực nhưng mà tôi đang bị mất, thì giúp tôi làm sao để tôi tìm kiếm, tôi đến đó là tôi khám chữa bệnh. Thì mình phải nói thật rõ như vậy, thì chắc chắn là một người không có trí tuệ đi chăng nữa thì họ cũng hiểu, và biết đâu đó họ lại làm sao có được những cái mối quan hệ tốt như vậy, những cái câu chuyện tương tự. Có nghĩa là có những người xung quanh khu vực họ sống, có những người có những cái vấn đề giống như mình, và những cái người đó họ đã chữa trị thành công cái vấn đề đó, thì có nghĩa là mình đang trao cho họ một cái điều gì đó để giúp mình, và mình cũng làm sao trao thật rõ ràng để họ mới giúp được mình. Tránh cái trường hợp là như này: họ vừa ngồi xuống mình lại bảo cũng đau lưng lắm, dạo này thấy rõ ràng trời thời tiết nó thay đổi mình đau lắm, xong rồi đó là thế, xong rồi bà cứ cô bên cạnh lại làm sao, tôi cũng thế, ui rồi mấy hôm nay tự nhiên thời tiết sao sao sợ rời tôi cũng đau, người bên cạnh cũng lại như vậy, đúng không? Thế là năm người mỗi người một câu chuyện, và mỗi một câu chuyện nó trở thành chuyện tâm sự và mất toi 1-2 tiếng đồng hồ, và cuối cùng là chả giải quyết được vấn đề gì cả. Và thường là chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm những cái người giống tính chúng ta, gọi là kể chuyện là tâm sự thôi. Còn những cái người mà người ta lệch độ tuổi như chúng ta, ví dụ như mà tôi mà gặp những cô chú anh chị như vậy, lần thứ nhất thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng lần thứ hai mà cô chú anh chị vẫn nói chuyện như vậy thì tôi sẽ không nghe nữa đâu, có thể tôi vẫn ngồi đó
nhưng thi thoảng tôi mỉm cười thôi. Nhưng mà lần thứ ba mà tôi gặp cô chú anh chị vẫn đang nói cái câu chuyện thành kiểu tâm sự như vậy đấy, thì chắc chắn là tôi sẽ đứng dậy. Tất nhiên là không đứng phắt dậy ngay trong khi câu chuyện, mà là sẽ không bao giờ quay lại ngồi đó nữa, lãng phí thời gian của tôi, đúng không? Tôi không nghe một một người khác giới của tôi hoặc là đồng giới với tôi, cùng giới với tôi, độ tuổi lệch với tôi nhưng mà ngồi tâm sự, không ra tiền bạc cũng chẳng ra cái chuyện, chẳng ra cái gì cả, chỉ có mất thôi. Rồi buông lỏng nhường đây, giơ chân phải sang ngang, hai tay nâng ngang vai, nghiêng người nhé. Vậy thì cái cách đặt vấn đề để giúp cho người ta hiểu cái mong muốn của mình nó rất là quan trọng. Còn hôm nào đó mà mình gọi là muốn trình bày, muốn tâm sự, muốn người ta lắng nghe cái câu chuyện của mình thôi, giống như chỉ đơn giản chỉ là kể chuyện cho nó vui thôi, thì mình tìm những cái người người ta lắng nghe cái câu chuyện đó. Chứ còn những cái người đấy mình có biết là rằng họ có muốn nghe đâu. Thì đúng là thường là người trung và cao tuổi đa phần ở đất nước chúng ta đấy, là khi mình nói chuyện mình chỉ biết biết nói thôi, mình cũng chẳng thèm nghe các người ta nói gì đâu, mình cứ nói thôi. Thành ra là mình càng ngày càng nhiều tuổi dần lên thì mình càng càng nói nhiều dần lên và mình càng nghe ít dần đi. Chính vì vậy mà mình khó có thể tiếp cận được nhiều cái kiến thức mới, và những kiến thức mới thì nó mới đem lại những cái điều mới mẻ chứ, còn kiến thức cũ thì nó chỉ đem lại cái kết quả cũ thôi. Vậy thì hoàn toàn cô chú anh chị có thể tổng kết được rồi nhá, để có thể có được cái sức khỏe tốt hơn của người trung và cao tuổi tiến dần tới những nước phát triển, có nghĩa là sức khỏe của chúng ta đồng bộ được và ngang bằng được với sức khỏe của người trung cao tuổi ở những nước phát triển, và ở trong nước thì chúng ta đáp ứng được cái khối lượng công việc mới mà khi nhà nước tăng cái độ tuổi nghỉ hưu lên, thì chúng ta cần phải thực hành được 3 điều như vừa rồi liệt kê, đúng không? Điều thứ nhất là gì ạ? Cái sự thuận tiện về môi trường sống thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng vật chất để xử lý được vấn đề đó. Thì ai mà thiếu vật chất thì buộc phải tìm cái điều khác thôi. Còn không thì chúng ta cố gắng nhiều nhất có thể nhé. Cái điều thứ hai chính là cái gì ạ? Là cái tư duy về cái lối sống chăm sóc sức khỏe một cách hoàn toàn chủ động, không nhờ vào bất kỳ ai cả, tự lực triệt để. Và có những cái ví dụ rất là rõ ràng, đúng không? Nữa như mà chúng ta làm sao nhiều tuổi, trung tuổi rồi mà không có đủ kiến thức để tự chăm cho mình đấy, con cháu nó đi làm từ sáng đến tối, nó chơi với nhau chứ nó chơi gì với mình. Như bản thân tôi bây giờ bắt đầu mới quay lại chơi với bố mẹ của mình, thì mới nhìn thấy rằng là bố mẹ của mình nhiều tuổi rồi, và cái hình ảnh của mình bây giờ là con của mình ấy. Cái hình ảnh của tôi bây giờ là đang là con của tôi, thì bắt đầu tôi mới nhìn thấy. Chứ trước đây thì tầm khoảng hai mấy ba mấy không nhìn đi đâu, mình mới chỉ là biết lý thuyết thôi chứ mình chưa cảm nhận cái gì cả, chỉ là mình sử dụng cái kinh nghiệm, mình vay mượn kinh nghiệm của người khác, mình vay mượn kinh nghiệm của những người khác để giải quyết cái vấn đề của mình tại thời điểm đó. Có nên mình làm một cách vô thức mình cũng không biết, nhưng bây giờ mình thực sự là cảm thấy cái điều đó và nhận thấy cái điều đó, đúng không? Vậy thì rõ ràng chúng ta phải tự lực triệt để nhé, tránh cái trường hợp không phải cũng có một cái con gái nào tâm lý mà như mình đâu, cũng không phải mình có một cậu con trai nào tâm lý mà như mình đâu. Rồi đặt tay vào hông, nên tiếp tục vậy, xoay người sang bên phải, duỗi hai chân về trước, ôm cái lòng bàn chân xuống, cái căng duỗi này, lập sâu người xuống. Chẳng may trong trường hợp mình làm sao không biết cách đi đôi dép, nhưng mấy buổi trước tôi chia sẻ đấy, có cái video chia sẻ trên cộng đồng mạng là hai ông bà dẫn nhau đi khám, thì cái môi trường sống của bà nó quanh quanh ở nhà thôi, có mấy khi đi viện đâu, nhưng mà cái bậc tam cấp ấy, cái bậc tam cấp của bệnh viện ấy, bệnh viện mà hôm đó thì trời lại mưa, hơi mưa một chút thì nó trơn, và bà thì đi cái đôi dép mà chỉ đi ở xung quanh khu vực sống của bà thôi, rất hiếm khi ra viện. Làm sao biết được cái môi trường sống mới, cái cơ sở vật chất mới thì nó có ứng dụng, nó có phù hợp với cái đôi dép mình đang đi không. Thế là ông thì đoán chắc được rằng là cái bậc nó trơn, có thể lúc đi vào thì ông cũng bị mất rồi, thì thành ra là ông có kinh nghiệm. Thì ông đi sau bà, thì bà đi một cái thì ông cảm nhận thấy rằng là có thể ngã được ngay, thì ông bà ông vừa với vừa đỡ bà, thì đúng lúc đó thì bà trượt chân luôn và ngã ngửa người đập cái gáy vào cái bậc tam cấp. Cô chú anh chị hình dung là người trẻ mà đập như vậy còn chết, chứ nói chi là người già, người trung tuổi, đúng không? Xương khớp mình nó giòn rồi, nó óc ạch rồi, tất cả mọi thứ của mình nó giống như là cái xe
xe tải đấy, lâu ngày nó lục toàn lục cọc, nó lục sọc rồi thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Thì cái tư duy rất là quan trọng nhé, mình chủ động hoàn toàn mọi thứ, không có chuyện là mình trông chờ vào một ai đó đâu. Con nuôi cha không bằng bà nuôi bà trăm ông, mà các cụ có câu như thế rồi. Vậy thì mình phải tự chủ động thôi, càng chủ động được nhiều thì càng tốt, còn mình không chủ động là mình cứ thụ động thì chắc chắn là chỉ có toang thôi. Và cái cách chủ động thì dễ vô cùng rồi, vừa rồi tôi có liệt kê rất là rõ rồi. Thay đổi môi trường sống đi, thay đổi tham gia vào một tổ chức nào đó đi, hợp với không hợp nó chẳng quan trọng đâu, hợp hay không là chỉ là do mình thích thôi. Mình thích ở chỗ này, mình thích ở chỗ nọ, mình thích ở chỗ kia thì mình bảo hợp thôi. Còn hợp hay không làm sao mình biết là hợp, mình có đủ trí tuệ mình biết là hợp chứ. Ví dụ như bây giờ chị Lan Anh, chị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng bằng dinh dưỡng, thì chị biết rằng là lô hội nó tạo ra cái tính kiềm, đúng không? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta làm sạch, và nó cũng là một loại kháng sinh nhẹ, kháng sinh tự nhiên. Thì người ta học có ăn có học thì người ta mới biết là cái điều đấy là có thực. Còn mình không học thì mình biết được sao là nó tốt cho không tốt với mình đâu, đúng không? Đó, vậy thì là cái gia tốc hành động chính là dũng cảm lên, bước ra khỏi cái môi trường sống của mình và tiến vào cái môi trường sống mới, từ từ chậm rãi thôi, có ai bắt mình phải bước quỳnh không vào đâu. Ví dụ như bây giờ mọi người muốn tiếp cận một môi trường yoga thì tạm thời là 500 một tháng, đúng không? Chúng ta chi phí rất là nhỏ, và ngoài ra là buổi sáng thức dậy tập yoga chúng ta đã hoàn toàn có một cái điều kiện rất là rẻ để bước sang một cái môi trường mới, đúng không? Và các cái việc tương tự khác cũng như vậy. Và cái điều cuối cùng thì là chính là cái quyết định hành động nó mới là quan trọng. Cho dù chúng ta mới biết tất cả những điều trên là nó tốt rồi, nó là tuyệt vời rồi, nhưng mà chúng ta đi tìm lý do là rằng thì là mà tôi không có tiền rồi, tôi già tôi yếu tôi thế này thế nọ thế kia, và biết rồi thậm chí mình còn đem cái câu chuyện đấy đi chia sẻ với người khác là rất là tốt, mình có hành động đâu. Và người Việt của mình có cái thú vị là biết tất cả mọi thứ rất chăm chỉ, rất chịu khó, nhưng không sẵn sàng thay đổi, tiếp cận và bước sang một cái mới, hoặc là đón nhận một thứ mới. Chính vì vậy mà mình bị tụt hậu, đúng không? Cái sự tụt hậu đây là sức khỏe, cái nền tảng sức khỏe của mình tụt so với thời đại. Và bằng chứng chứng minh là độ tuổi nghỉ hưu thì tăng lên, nhưng sức khỏe mặt bằng chung thì chưa đủ đáp ứng được với điều đó. Sức khỏe mặt bằng chung nhá, và người trung cao tuổi của đất nước chúng ta thì yếu hơn rất nhiều so với người trung cao tuổi của các quốc gia phát triển. Tuy nhiên thì nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống, đúng không? So với những nước phát triển chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Và ngay cả tại thời điểm này chúng ta hoàn toàn có thể đo lường được nhé. Trước đây tầm khoảng 30-40 năm trước, bố mẹ chúng ta đấy làm sao sống lâu được bằng chúng ta, ông bà chúng ta không thể sống lâu được bằng chúng ta được, mặt bằng chung nhé. Và ông bà chúng ta hồi đó thì nhiều bệnh lắm, không bằng những bệnh của chúng ta bây giờ, chúng ta vẫn ít bệnh hơn, đúng không? Mặt bằng chung nó nên mà, nhưng mặt bằng chung là việc mặt bằng chung, còn cá nhân của chúng ta mới là quan trọng. Thì cá nhân của mình đang ở cái mặt bằng chung mình phải đo lường được, hay là dưới mức mặt bằng chung, đúng không? Thì đấy mới là con số cụ thể, và chúng ta phải đưa ra cái quyết định hành động rằng là tiếp cận, tương tác và làm sao đo lường luôn, xem từ hôm tập đến bây giờ là mình có sự thay đổi không, ít hoặc nhiều, hay là chẳng có cái gì. Hơi nhổm dày thế, anh quỳ thế này không ai chân lại à? Chặt hai chân được nhau, lắc 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 lắc, đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ đấy là có rất là nhiều các diễn giả ở nhiều hạng mục, nhiều khía cạnh đời sống khác nhau. Có người thì cốt về sức khỏe, có người thì làm về kinh doanh, có người thì về giáo dục cho trẻ con, có người thì giáo dục về hôn nhân gia đình, có nghĩa là độ tuổi ở gia đình ấy. Ai cũng có cái vướng mắc, chẳng có ai là không có vướng mắc cả. Tôi lấy ví dụ chi tiết luôn này, cốt về giáo dục ở cái độ tuổi mầm non thì đúng là thầy cô cốt ở cái ngưỡng mà mầm non khác hoàn toàn với độ tuổi làm sao cấp 1, thì cũng có những cái chuyên gia họ giáo dục về cấp 1 rất là giỏi, cực kỳ giỏi luôn, học một ngày bằng chúng ta học cả cả năm, có những cuốn sách dày cả gang tay này, họ đọc trong vòng tầm 15 phút họ nhớ được hết, thú vị chưa? Còn chúng ta nhìn những cả quyển sách cả một gang này không biết đọc được gì, đọc đến mùa nào mới hết được. Thì có cách đọc tốc độ gia tốc thần tốc như vậy nhé, đúng không? Thì cấp 3 cũng vậy, thì cái độ tuổi gọi là gọi dậy thì
thì có một loạt các cái khó khăn thuận lợi ở độ tuổi đó. Chúng ta là bố là mẹ, là ông là bà mà không hiểu được cái độ tuổi đó thì chắc chắn là chúng ta không thể giao tiếp được với những người độ tuổi đó, đúng không? Đến cái độ tuổi mà lập gia đình thì lại có một loạt các cái vướng mắc về những người lập gia đình. Bản thân tôi cũng từng vướng mắc như vậy, không được học mà vợ chồng nói chuyện với nhau không hiểu, đúng không? Không hiểu đúng luôn, mình chẳng hiểu họ nói cái gì cả. Rõ ràng họ dùng tiếng Việt mà mình không hiểu, thậm chí nhiều khi còn gây xung đột. Thì cần phải có những cái chuyên gia họ xử lý vấn đề ở những lĩnh vực đó, những cái độ tuổi đó. Nhiều hơn một chút thì bắt đầu chúng ta gần đến tuổi trung niên thì lại cần có những kiến thức về tuổi trung niên, trên chăm bố mẹ, dưới chăm các con các cháu, đúng không? Thì lại có các cái chuyên gia như vậy. Và người già cũng vậy. Thì tương tự như vậy thì lĩnh vực sức khỏe, về chăm sóc sức khỏe chủ động thì có những người như chúng tôi. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng và lối sống hàng ngày thì có những người giống như chị Lan Anh, đúng không? Hoặc là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm trí, ví dụ như thầy chùa, các cái tôn giáo, đúng không? Có nghĩa là có nhiều lắm, sẵn trong đời sống chúng ta nhiều vô cùng luôn. Chúng ta chỉ cần giơ tay ra vơ nhẹ vào lòng một phút thôi là tất cả mọi thứ chúng ta cần nó ở sẵn sẵn xung quanh chúng ta rồi, thậm chí nó ở sát sườn mình cơ, có khi lại là người bạn của mình đấy. Cũng giống như là cô chú anh chị thi thoảng nó mua những cái đồ vật dụng mà hàng ngày mình sinh hoạt đấy, nhiều khi mình cũng mua ở đâu đâu ấy, mình quên mất rằng là bạn mình cũng bạn, đúng không? Thì tương tự như vậy là xung quanh đời sống chúng ta đầy chuyên gia như vậy, họ xung quanh chẳng qua là chúng ta không khởi một cái dục lên, chúng ta không có cái sự hành động. Cái dục này là dục tốt nhé, không có sự hành động, không nói cái điều đó ra cho người khác biết, mà đôi khi mình nói mình còn nói lung tung, nói mà chẳng ai hiểu cả. Mình nói chuyện cái kiểu tâm sự đấy, như vừa rồi tôi chia sẻ cái kiểu tào lao thì làm sao mà hiểu được nó, mình nói mình còn chẳng hiểu và mình lại thu hút toàn những người bạn giống mình, những câu chuyện nó tào lao lắm. Vậy thì gia tốc hành động chính là tìm kiếm những cái người mà có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Xung quanh mình nhiều lắm, đầy nhiều cực kỳ luôn, thì mới có cho mình, thì mới có cơ hội cho bản thân mình một cái cơ hội nâng cấp sức khỏe của mình lên những cái tầng cao mới, có đúng không? Rồi, và cố gắng nhé, cứ mỗi ngày một chút, đừng có ngại, đừng có lười. Ngại học khó lắm, thế này thế kia, học như này dễ mà. Các cô chú anh chị tập với thầy từ hôm đầu đến bây giờ cứ phải tập và nói chuyện, có gì khó đâu, cũng chẳng áp bức hay là chẳng phải cố gắng này, tập động tác thật nhọc nhằn gì cả, nhàn cực kỳ luôn. Chỉ cần mình chạm tới thôi, chứ đừng chưa chạm tới một cái đã là ôi đau lắm, khó lắm, không tập được đâu thì hết chuyện mất rồi, có đúng không? Rồi cô chú anh chị nằm xuống ạ, duỗi hai chân về trước, nằm ngửa, nằm xuống, dang rộng hai tay, rồi thư giãn thả lỏng, lật ngửa lòng bàn tay lên. Anh Dũng nhớ nhớ tối nay là 8 giờ nhé anh Dũng nhá. Bạn Loan Giang là hôm nay là không đi tập, chắc là đi khám rồi. Mấy hôm là bảo là tức ngực khó thở. Cái bạn bạn trẻ nhất lớp mình, cái bạn Loan Giang ấy, tức ngực khó thở. Thì 4 hôm rồi mới nói cho thầy biết. Mà hôm nay thì thầy khuyên là đi khám đi. Và thường những người tức ngực khó thở mà đến 4 hôm thông thì có lẽ là 70-80% trở lên là do cái mạch máu nuôi tim của mình bị giảm, một là tắc, hai là không đủ lượng máu nuôi tim. Cái quả tim của mình nó vẫn cần máu để nó sống, nó ăn nhé, chứ không phải là máu mà đưa tim nó cứ đập cái phịch phất máu đi nuôi toàn bộ cơ thể đâu, nó chỉ làm việc thôi, nó vẫn phải ăn năng lượng chứ. Thậm chí cái mạch máu của mình nó vẫn còn có mạch, gọi là mạch của mạch, để nó làm sao cái mạch máu nó cũng cần ăn chứ, thì nó phải có mạch máu nuôi chính cái mạch ấy chứ, có đúng không? Thì bạn ấy, thầy khuyên bạn ấy đi khám, đi khám tim đi. Đấy, để tránh cái trường hợp bây giờ đột quỵ tai biến nhiều lắm, không không có cơ hội làm lại đâu. Ăn uống nhiều thừa mỡ nhiều quá, mỡ nội tạng gan nhiễm mỡ nhiều quá, tự nhiên thấy choáng 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 choáng, thế là người đi, thế là thiệt, đúng không? Bây giờ đột quỵ, bây giờ tai biến nhiều vô cùng luôn. Đối với người trẻ thì người ta dùng từ là đột quỵ, đối với người già thì người ta dùng từ là tai biến, nhưng thực ra là hai cái từ khóa đấy đều là giống nhau thôi. Nó chỉ đơn giản là một tình trạng là máu không cung cấp đủ năng lượng và oxy cho cơ thể, hoặc là tắc luôn mạch, chẳng có máu mà chảy tới, đúng không? Thì mình hình dung như là bây giờ mình muốn đưa oxy và năng lượng tới cái tế bào não đi, đúng không? Hoặc tế bào tim đi, thì phải có shipper chứ. Shipper bây giờ chính là máu đấy, chứ không phải là tế bào
tim của mình nó ăn máu đâu, mà trong máu đấy có oxy, có năng lượng, đúng không? Thì máu nó chỉ là shipper thôi, nó chỉ là người ship đồ thôi, grab thôi. Và khi mạch máu nó tắc thì không khác gì cái con đường mà shipper đi. Đường tắc thì shipper sẽ không đưa, không đi được và không dẫn được, không đưa được hàng tới cho người tiêu dùng. Có đúng không? Thì người tiêu dùng đói, có vậy thôi. Thì shipper chính là máu, mạch máu chính là con đường, và hàng hóa chính là cái gì ạ? Oxy và dinh dưỡng. Vậy thì tất cả những người nhá, tức ngực, đau, nhói, kiểm tra tim đi, chẳng sao cả, rẻ lắm. Tránh trường hợp làm sao mình có bệnh nhưng mà mình cảm thấy chưa chết người. Ngày xưa thôi, cứ bệnh ngày xưa thôi thì biết không, không nguy hiểm, nó chỉ là bệnh mãn tính thôi. Còn bây giờ đột quỵ với tai biến thì không 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 có cơ hội xử lý lại đâu. Tiểu đường với gút nữa, buộc phải nghiêm túc, chứ nó không phải là bệnh mãn tính nhẹ nữa rồi, mà cũng có nghĩa là nó có khả năng, có rất nhiều khả năng nhá, di căn biến chứng chuyển sang những cái mức độ khác. Rồi, buổi tập ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cô chú anh chị cứ nghỉ nhé, cứ nằm nghỉ ngơi, khi nào mình muốn dậy mình dậy thôi. Tôi sẽ tắt Zoom ạ.